Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học C# WinForm. Bài này chúng ta sẽ học về radio button. Chúng ta sẽ kéo radio button trong toolbox ra. Chúng ta sẽ sửa text của radio button thành chữ đã xóa. Tôi sẽ bật Việt ghi lên. Ok, phần tên thì chúng ta sẽ để là radio button 1 thôi. Các bạn có thể đổi tùy thích. Ok, trong phần code thì chúng ta sẽ hiển thị radio checkered nếu cột đã xóa bằng true. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho hiển thị như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ copy một đoạn check value. Chúng ta sẽ set với giá trị true. Cột ở đây chúng ta lấy sẽ là cột đã xóa. Xin lỗi các bạn, cột ở đây sẽ là tên là bị xóa. Viết hoa hai chữ cái đầu. Ok. Nếu mà cột này mà bằng true ấy, thì chúng ta sẽ cho radio button 1.checkered bằng true. Ngược lại thì sẽ bằng false. Heo. Radio button 1.checkered sẽ bằng false. Vì trường bị xóa của chúng ta ở trong database có thể để là null. Và khi chúng ta thêm mới, chúng ta không set giá trị của cột bị xóa này. Nên chúng ta cần phải check null trước nữa. Nếu mà cột này khác null thì chúng ta mới chạy logic bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ không lấy toString cột này nữa, mà chúng ta sẽ chuyển thành boolean cho nó chuẩn chỉ. Và việc cast boolean này có thể gây lỗi, nên chúng ta sẽ cast boolean an toàn. Chúng ta sẽ thêm một biến kiểu boolean bị xóa bằng row.cell bị xóa.value as boolean. Vậy cột boolean có thể null được nên chúng ta sẽ thêm dấu hỏi ở đây và hỏi ở đây nữa. Vậy thì biến bị xóa của chúng ta có thể nhận ba giá trị true, false và null. Vậy sẽ lấy giá trị boolean an toàn hơn. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu bị xóa khác null thì mới chạy logic bên trong. Bị xóa, if bị xóa, chúng ta không cần so sánh với true vì if bị xóa như thế này là if bị xóa bằng true đấy. Các bạn có thể viết rõ ràng ra cũng được. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, đã tích lên cho chúng ta rồi. Chúng ta cần thêm một đoạn else ở đây. Vì nếu bị xóa bằng null ấy, thì lúc chúng ta nhấn vào khách hàng có cột bị xóa bằng null thì nó sẽ không bỏ đi, không bỏ tích ở cái ô đã xóa của chúng ta. Vì thế chúng ta cần thêm đoạn code này. Chúng ta cần test lại. Đây, continue. Đấy, bị xóa mà khác chu phát bằng null đấy thì nó cũng không check lên cho chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho cột đã xóa này disable đi. Ở đây chúng ta sẽ có thuộc tính đấy là enable đang bằng true, chúng ta sẽ đổi bằng false. Vậy là người dùng không thể thay đổi được giá trị của radio này khi sử dụng, vì mục đích của chúng ta chỉ là xem khách hàng này đã xóa hay chưa. Và sau khi chúng ta cấu hình cột đã xóa này thì chúng ta sẽ cấu hình lại cách xóa của chúng ta. Chúng ta sẽ không xóa vật lý nữa mà chúng ta sẽ
xóa logic rồi, chúng ta sẽ chuyển trạng thái cột đã xóa từ null hoặc từ 0 sang 1 là đã xóa. Ok, chúng ta sẽ đến hàm xóa của chúng ta. Chúng ta sẽ thay câu lệnh delete from thành update khách hàng set. Cột của chúng ta là cột đã xóa, cột bị xóa chúng ta set thẳng bằng true. Không các bạn ạ, chúng ta sẽ set thẳng bằng 1 nhé. Các bạn lưu ý khi set true false thì chúng ta sẽ set 1 bằng true hoặc bằng 0 là false. Ok, chúng ta sẽ cùng test xóa này. Ví dụ khách hàng thứ ba này chúng ta chưa xóa, chúng ta sẽ ấn vào nút delete, xóa thành công. Ồ, chúng ta bị mất rồi. Như vậy là sự kiện này của chúng ta đã làm mất mấy khách hàng. Chúng ta sẽ cùng refresh lại. Phần này đang không như ý muốn người dùng mà. Chúng ta sẽ bài tới chúng ta sẽ thêm một button xóa để bắt sự kiện xóa đấy, không sử dụng sự kiện user deleting role nữa. Các bạn có thấy là khách hàng 3 của chúng ta chỉ đổi cột thôi. Đây, chúng ta sẽ thử cập nhật một khách hàng nhé, để cho nó reload lại. Cập nhật này. Đấy, các bạn thấy là Dũng lại lập trình vẫn chưa bị xóa đâu, chỉ là thay đổi cột ở đây thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.